Đây là thị trấn Bayou La Batre, thủ đô hải sản của bang Alabama. Ở đây, tôm chiếm vị trí độc tôn. Đã có một dòng người châu Á khá lớn đổ về cộng đồng ở đây, và họ vẫn đang tới khá nhiều. Đó là bởi vì bắt đầu từ những năm 1970, người tị nạn tháo chạy khỏi vùng Đông Nam Á bị chiến tranh tàn phá. Ông Nguyễn Văn Dũng và gia đình rời đi bằng thuyền đánh cá và gặp tàu Mỹ ngoài biển. Chúng tôi không biết mình sẽ tới Mỹ cho tới khi họ đưa tất cả mọi người xuống tàu ở Guam. Lúc đó, tôi mới biết chúng tôi sẽ đến Mỹ. Lúc đầu, gia đình ông Dũng ở lại hòn đảo nhỏ này ở Tây Thái Bình Dương. Họ có trại ở đó. Chúng tôi ở lại trại trong khoảng 2-3 tháng, rồi sau đó chúng tôi có người bảo lãnh tới Panama City ở Florida. Đối với những người mới nhập cư, người bảo lãnh là người giúp họ chuyển tiếp sang cuộc sống mới ở Mỹ. Nhưng ông Dũng nói, hoàn cảnh của ông thật ra không như vậy. Chúng tôi ký hợp đồng với người bảo lãnh, chúng tôi đến Panama City, ai cũng làm việc cho ông ta. Theo hợp đồng 3 tháng, làm không ăn lương. Cha của ông Dũng cuối cùng tìm được một môi trường làm việc quen thuộc, ra biển đánh tôm như ông từng làm ở Việt Nam, và ông đưa gia đình theo. Công việc thì vất vả. Giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác. Đối với những người như em rể của ông Dũng, đó là cuộc sống duy nhất mà họ biết tới. Cha mẹ tôi lúc trước cũng làm công việc này hồi còn ở Việt Nam. Tới bây giờ luôn, từ thường nhỏ tới thường lớn. Dù họ từng không được người dân địa phương chào đón, thật khó hình dung được ngành đánh bắt tôm mà không có họ. Ngày giờ này, họ thực sự hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Không có họ ở đây thì giờ không biết còn làm ăn gì được nữa. Trên chiếc tàu Little Andrew này, ông Dũng vẫn rẽ sóng bám biển. Công việc tuy vất vả nhưng đã trở thành một phần truyền thống gia đình. Một truyền thống gắn liền với cội nguồn mà ông đã rời xa.